Rồi. Đeo số ép. Để đừng có chó vô không mát thầy, chó vô mát. Các bác cũng được. Tôi xe ra anh chút. Nghe là xe ra, xe ra, xe nó chó vô mát. Ồ. Nó lại ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái bộ kinh đặc biệt, tức là kinh Du Hành, tức là con đường mà Đức Phật đi đến nước bàn như thế nào và cái cách thức của Ngài nhập diệt. Cho nên chúng ta qua cái bài kinh này chúng ta thấy được cái tính chất nhập niết bàn của một vị Phật. Phật dạy: Này A Nan, đời có tám chúng. Một là chúng Sắc Đế Lợi, hai là chúng Bà La Môn, ba là chúng Cư Sĩ, bốn là chúng Sa Môn, năm là chúng Tứ Thiên Vương, sáu là chúng Đạo Lợi Thiên, bảy là chúng Các Ma, tám là chúng Phạm Thiên. Tức là nói chung ở trong vũ trụ này đó, nhưng mà nghĩa là nói cái từ này người ta dịch đời thì tức là dịch nó cũng không chính xác lắm. Tức là trong cái thế giới hiện đại này, trong cái vũ trụ này có tám loại chúng sanh, tức là tám loại sinh tử sống chết đó. Có sinh, có tồn tại và có biến mất, có chết. Thì cái tám loại chúng sanh đó, như chúng ta cũng biết một phần rồi, ngày xưa là cái chúng Bà La Môn, tức là những cái giai cấp mà nó thuộc về đạo sĩ, cái giai cấp nó thuộc về tu tập, và cũng như bây giờ nó thuộc về những người mà có tôn giáo, nghĩa là những tôn giáo dòng hay là tôn giáo đạo hay này kia đó. Có thể nó là cái chúng, tức là cái dòng mà có tôn giáo. Cái chúng Sắc Đế Lợi là cái chúng vua chúa, cái dòng dõi vua chúa ngày xưa đó, như là cái dòng Thích Ca là của Đức Phật á. Thì là cái dòng Bà La Môn và Sắc Đế Lợi. Thứ ba là cái chúng các cư sĩ. Có chỗ nói là cái chúng Về Đà, cái chúng nghĩa là nó thuộc về giống như là buôn bán bình dân. Bốn là chúng Sa Môn, tức là các vị tu tập, nghĩa là các vị có cái tính chất cũng giống như là cái dòng đó, đạo sĩ tu tập và tu luyện. Nghĩa là thứ năm là chúng Tứ Thiên Vương, tức là mình gọi là cõi trời Tứ Thiên Vương đó. Thứ sáu là chúng Đạo Lợi, tức là Đạo Lợi Thiên. Thứ bảy là chúng ma, các ma. Các ma như là các thiên ma. Thực sự là nói ma chứ nó là cái cõi trời thứ sáu. Phải không đúng không Quang? Thứ sáu. Đức trời đó trời ma vương. Tha quá tự tại nó còn cao hơn cõi trời Đạo Lợi. Và thứ bảy là các chúng ma đó, tám là chúng Phạm Thiên. Phạm Thiên là trời Phạm Thiên, tức là trời Phạm Thiên này thực sự là nó còn cao hơn cái trời Đế Thích, cái trời gọi là ông trời đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì nó chỉ là các vị trời, tức là chỉ vào Chúa Trời, tức là Thiên Chủ Saka đó, Thích Đề Hoằng Nhân đó, là Đạo Lợi Thiên thôi. Đạo Lợi Thiên, Rồi Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Tha Quá Thiên, Quá Lạc Thiên, Mười Tới Phạm Chúng Thiên, tức là chúng Phạm Thiên này Đức Phật nói tổng thể đó. Tức là trong cái Phạm Thiên này nó hạ xuống.
Ta nhớ xưa kia ta từng qua lại trong chúng sắc đế lị, cùng họ nói năng, ngồi đứng, chẳng biết đã bao nhiêu lần. Tức là Đức Phật từng ở trời Đậu Lợi nhiều, nhờ sức thiền định tinh tấn mà nơi nào ta hiện đến, hễ họ có sắc đẹp thì sắc đẹp của ta hơn hẳn. Họ có tiếng hay thì tiếng ta hơn hẳn. Họ từ bỏ ta đi, ta không từ bỏ họ. Điều họ nói được, ta cũng nói được. Điều họ không thể nói được, ta cũng nói được. Ta thường thuyết pháp dạy những điều lợi ích, vui mừng cho họ. Xong thì liền hẳn ẩn mất, mà họ không biết ta là người, ta là trời hay là người. Như thế cho đến ta từng qua lại trong chúng phạm thiên, không biết là bao nhiêu lần để thuyết pháp cho họ mà họ cũng đều chẳng biết ta là ai. Đó. Ở đây là Đức Phật thuật lại một cái thời mà Đức Phật đã cũng như đã sinh trong tất cả các cái người trời và các cái chúng của những nhân thiên qua lại rất nhiều lần. Đó. Bây giờ chúng ta không biết cái cõi trời là gì, không biết cái phạm thiên là gì, nhưng qua cái sử sách và kinh điển nghĩa là thượng cổ này là giáo lý của Đức Phật đây, thì chúng ta biết là chắc chắn nó có từng nhiều cõi trời, nghĩa là từ cõi tứ thiên vương, đạo lợi thiên, dạ ma, đâu xuất vân vân, và lên tới các cõi trời thiền thì tức là phạm thiên. Nghĩa là Phạm Thiên Vương, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên và nhiều cõi trời nữa. Chúng ta biết chắc là con người chúng ta đó, khi chết rồi nếu mình có được cái duyên phước hay là cái tâm thiện lành thì mình sẽ sanh lên trời. Mà cõi trời cũng như thấp hay cao, cũng giống như con người á, cái dòng nghĩa là sang giàu, đại trí thức, hay là những người bình dân, những người sống nghĩa là bình thường ở trong những giai cấp khác nhau, thì trong cuộc sống nó cũng vậy đó. Ví dụ như một người mà chúng ta làm ăn bình thường, ví dụ chúng ta cày ruộng hay bắt cá rồi thì chúng ta không thể biết cái sự sinh hoạt hay đời sống của những nhà bác học hay là những người mà người ta lãnh đạo quốc gia thế giới như thế nào. Cái tri thức nó khác nhau thì cái hành động nó cũng khác nhau. Cho đến cái sinh hoạt khác nhau thì cái tâm lý nó cũng rất khác nhau. Chúng ta chỉ cách một khoảng thì cũng không biết được. Mình thấy ở ngoài thì nó tương đương giống nhau ở trong một kiếp con người, trong một cái hình hài của con người. Nhưng mà bên trong thì nó khác nhau rất là xa. Xa dữ lắm chứ không phải. Cũng như ví dụ như bây giờ một giới mà của những người đi buôn đi, nhưng mà những người họ buôn lớn, họ đại thương gia có cái tầm vóc quốc tế, với những người mà bán buôn chợ búa rồi bình thường thì cũng không cũng là gọi là những người đi buôn bán, đi đây là kinh doanh, nhưng mà cũng không thể biết được. Cũng giống như một người bình thường với những cái giới tu tập, tu sĩ cũng không có biết nhau được. Mà giới tu tập, cái giới này với giới kia cũng khó biết được. Cũng như cái tôn giáo này với tôn giáo kia cũng không rõ ràng được. Thật sự thì nó rất xa chứ không phải gần. Cũng như cái lòng tin tưởng vị giáo chủ hay là tin tưởng Thượng Đế, tin tưởng Phật trời này kia đó. Nhưng mà trong cái nội hàm, nội dung của cái sự hành đạo đó khác nhau rất là xa. Và cái tâm lý cũng rất xa. Ngay cả người tu với người tu cũng không thể biết được. Bởi vì cái nội tâm, cái ý nghĩ của mỗi người chúng ta cũng không thể hiểu được. Cho nên ở đây bước phân biệt đó. Như thế ta từng
qua lại trong chúng phạm thiên không biết bao nhiêu lần để thuyết pháp cho họ mà họ cũng đều chẳng biết ta là ai. A Nan bạch Phật, Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu chưa từng có, mới làm được việc như thế. Phật dạy đó là pháp vi diệu hy hữu, chỉ Như Lai mới thành tựu được. Vì Như Lai đã thấu rõ tướng sanh khởi, ngưng trụ, tiêu diệt của thọ. Rất rõ tướng sanh khởi, ngưng trụ, tiêu diệt của tưởng. Quán và thật là pháp kỳ diệu chưa từng có, ông nên thọ trì. Chứ tức là một Đức Phật cũng như là một cái người mà hạ xuống những người tu tập, hiểu biết những cái pháp quán. Đó là ví dụ như cái pháp mà thấu rõ tướng sanh khởi, tướng ngưng trụ, tướng tiêu diệt, tức gọi là sanh trụ dị diệt. Bốn cái tướng, tướng sanh khởi, ví dụ như bây giờ mình nói về như là quán, như là thiền đi. Ví dụ một người có thể biết được mình nghĩ gì và lúc nào nó chấm dứt cái ý nghĩ, lúc nào nó khởi sanh cái ý nghĩ, thì người này có nhưng mà người kia cũng có, nhưng mà người kia không biết người này. Bởi vì cái người có thì nó có nhưng mà người ta không thấy. Cho nên do như vậy cái chỗ không thấy đó thành nó không biết. Thành giả tỷ như cũng đồng thời sanh diệt. Nhưng mà giả tỷ ví dụ như bây giờ một người ta làm tính chất giải phẫu, như là một bác sĩ mổ giải đó, thì người ta biết hết. Nhưng mà tự ở trong cái cơ thể người ta đó, nếu có cái gì chuyển động vi tế, thì nếu họ không phải là một thiền gia thì họ cũng không biết được cái chuyển động nó như thế nào. Mặc dù khi mà người ta giải phẫu thì người ta biết rất rõ, có thể là từng chi tiết, nhưng mà người ta đương sống, đương đi, đương ăn, đương ngủ, mà nếu có một cái sự chuyển động ở trong cơ thể thì người ta không biết được. Mà cái người mà họ thường hay ngồi thiền, họ thường hay thiền định thì họ biết được. Họ biết được cái chuyển động từng cái hơi thở qua cái lượng máu, hoặc là qua cái tính chất căng thẳng của cái lớp da và cái đầu óc người ta nó thư giãn như thế nào và nó khó khăn như thế nào, thì cái người tu hành họ biết được. Nhưng mà có khi người giải phẫu không biết được, là bởi vì cái người học đạo, người tu hành á, thì người ta biết bởi từ cái thọ ấm, cái cảm xúc. Ta nghe được cái cảm xúc. Cũng như là ví dụ như bây giờ một người đó họ muốn suy nghĩ gì thì thật sự họ biết cái muốn nó cái hình dáng như thế nào, nó sâu xa như thế nào, và cái trạng thái của cái muốn như là gì. Tức là mình nói chung có thể là cái muốn đó nó cũng nằm ở trong cái lòng tham. Thì cái muốn nó như thế nào, người ta nói thì được, người ta biết là tôi muốn, nhưng mà thật sự người ta không thấy được, nhưng mà người tu thì lại thấy được. Đó là ví dụ như nói về cảm giác thì ví dụ như bây giờ một người ta biết tôi đau, hay là tôi khỏe, tôi thoải mái, hay là tôi khó khăn trong người, nhưng mà người ta không có nghe rõ được cái cảm giác đó. Nó âm ỉ, nó như thế nào ở trong con người, nó chuyển động như thế nào. Nhưng mà một người họ thiền Vipassana, hay là họ thiền định, hay là họ quen ở trong cái sự quan sát thân thể, thì họ biết được cái cơ thể nó chuyển động như thế nào. Bởi vì trong cái sự tu tập đó, nếu người ta không biết như vậy thì người ta không làm thay đổi được. Mà nếu người ta biết thì người ta có thể làm thay đổi phần nào được. Vậy. Và chính có khi người ta làm thay đổi mà cái cơ thể cảm giác nó khác. Cũng giống như người ta luyện khí đó, ví dụ người ta hít vào thở ra, nhưng mà người ta biết đưa cái đường khí đến cái đường kinh lạc nào. Ví dụ người ta đi xuống huyệt trường cường, huyệt trung cực, huyệt mãn môn, hay là ta
đi xuống tầng ở tất cả cái huyệt ở phía dưới bằng chân hay trên não bộ, người ta làm được, cho nên người ta thấy cái luồng chảy của cái khí lực và cái sức mạnh nó tăng dần hay là nó bị suy sụp như thế nào, người ta tự cảm ở trong thân mà người ta biết được. Nhưng mà giới tính người ngoài thì không biết được, hoặc là một người mổ xẻ thì không biết được, bởi vì ta mổ ra ta mới biết được cái gân, cái huyệt, cái bộ phận đó như thế nào. Thành hai cái biết đó nó khác nhau. Một người thì tự cảm giác mình mà biết được cái vị trí hay là cái xúc giác, cảm giác, thọ ấm. Còn một người thì mổ ra để thấy cái hiện tướng của bệnh đó mà biết được cái bệnh gì. Thì hai cái biết đó cũng thì một thân thể mà nó cái biết là khác nhau. Cho nên mới nói là bây giờ Đức Thế Tôn lại bỏ A Nan cùng đến hương tháp, rồi tới một gốc cây trải tọa ngồi và bảo ông A Nan nhóm hết các tỳ kheo hiện có mặt chung quanh hương tháp lại, nhóm lại tại giảng đường. Phật liền đến giảng đường an tọa, tiếp bảo các tỳ kheo rằng: các ông nên biết, ta do những pháp sau đây để tự mình tu tập chứng ngộ thành bậc đẳng chánh giác. Đó là bốn pháp niệm xứ, bốn pháp ý đoạn, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, bốn pháp thần túc, tứ thần túc, bốn pháp thiền, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám thánh đạo, tức là ba, gọi là mình thường gọi là 37 phẩm thệ đạo đó, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực và thất bồ đề. Có công hãy nên cùng nhau tu tập ở trong pháp đó, cùng nhau hòa đồng kính thuận, chớ sinh tranh tụng. Có công đã đồng một thầy tu học, hãy cùng nhau hòa hợp như nước sữa đã được dự trong giáo pháp ta. Có công nên tinh cần tu học, cùng nhau giác sát, cùng nhau vui vẻ. Ví dụ chúng ta qua những cái lời ghi lại của kinh điển và Đức Thế Tôn nói, thì chúng ta hãy tưởng tượng như mình nghe, đang nghe Phật nói, thì như vậy chúng ta sẽ hiểu sâu hơn. Lại nữa, các ông nên biết, ta từ các pháp đó mà tự mình tu hành chứng ngộ, rồi tuyên bố ra cho các ông, gồm có các khế kinh, kỳ dạ kinh, thọ ký kinh, tức là trường hàng, trùng thụng, cô khởi, ví dụ nhân duyên tự thiết, pháp cú kinh, tương ưng kinh, vị tằng hữu kinh, thí dụ kinh, đại giáo kinh, thí dụ kinh, tức là trường hàng, trùng tụng, cô khởi, ví dụ nhân duyên tự thiết, bản sanh bản sự. Có công nên khôn khéo thọ trì, so lường phân biệt tùy sức tu hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai không bao lâu nữa, sau 3 tháng nữa sẽ vào Niết Bàn. Đó là Đức Phật ở đây, là Đức Phật khởi ra đã là để cho các chúng ta biết rằng 3 tháng nữa Ngài sẽ vào Niết Bàn. Các tỳ kheo nghe Phật dạy lời ấy rất đổi kinh ngạc, sẵn sốt, hoang mang, vật mình xuống đất, cất tiếng kêu than: Đức Thế Tôn diệt độ làm sao mau quá vậy? Còn mắt của thế gian diệt mất làm sao mau quá? Từ nay chúng tôi chắc phải suy tổn lâu dài. Họ thương cảm buồn khóc, vất vả kêu ca, không tự kềm chế được, khóc nào như rắn bị đứt làm hai khúc, lăn lóc run rẩy ngẩn ngơ. Tức là ngày xưa Đức Phật, nghĩa là ở trong chúng đó, nó có cũng như là từ cái thầy trò tình cảm và cái sự học hỏi, nó có một cái sự gắn kết sâu xa và nó lớn lao. Và bây giờ hơn nữa, họ là những bậc trí tuệ, họ biết là ngoài Đức Phật rồi không có ai mà có thể chỉ đạo được cái giáo pháp để cho họ chứng quả, để cho họ giải thoát, để cho
nghĩa là thoát khỏi cái sự tái sanh này kia đó. Cho nên người ta rất quan trọng, thành bây giờ nghe Đức Phật nhập Niết Bàn thì người ta rất là khổ tâm. Phật bảo này các tỳ kheo, các ông chớ ôm lòng ưu bi như vậy, từ trời đất đến người vật không ai sanh ra mà không chết, tức là tất cả hệ có sanh là có chết, cho nên không ai sanh mà không chết. Muốn các pháp hữu vi không bị biến dịch thì không thể nào được. Trước đây ta cũng đã từng dạy ân ái là vô thường, có hội hiệp tất có chia ly, thân này không phải của mình, mạng này không ở lâu được. Đó. Cho nên Đức Phật nói cái thân này nó không phải là của mình. Nhưng mà thường thường chúng ta cũng thường nghe như vậy, nhưng mà chúng ta rất khó biết. Bởi vì thật sự cái gì của mình thì mình phải giữ được, bây giờ mình đâu có giữ được. Mình muốn mạnh thì nó đau, mình muốn trẻ thì nó già, mình muốn tồn tại thì nó tự diệt. Rồi nay nó đau chỗ này, mai nó xê dịch chỗ khác. Nghĩa là tự tất cả các hành pháp nó là như vậy. Nếu của mình thì mình phải chủ trì được, nhưng mà nó không phải của mình. Nghe cái ví dụ như bây giờ một cái máy, tuy không phải của mình nhưng mà mình chế ra, mình cũng biết cái cách mà chỉnh đốn nó hư, nó sửa làm sao. Còn cái thân của mình thì rất rất khó biết, rất rất khó chịu, khó sửa được. Cho nên nó không phải là của mình. Phật dạy tiếp, ta nay tự tại đến chỗ an ổn vì các đại chúng nói rõ nghĩa này. Ta nay già rồi, sống chẳng lâu nữa, việc làm đã xong, nay nên xả thọ. Xả thọ tức là bỏ cái sự tồn tại, cái sự sống. Tâm không phóng túng, tỳ kheo hãy giữ giới. Thân nhiếp định lý ý, thâu nhiếp định ý, thủ hộ tâm mình ở trong giáo pháp. Người không phóng túng sẽ dứt hết khổ, ra khỏi sanh sanh già chết. Tức là người không phóng túng sẽ dứt hết khổ. Không phóng túng tức là chúng ta phải ở trong cái tính chất nghiêm túc của thân, tức là cũng giống như mình thường định. Cái thân thường định tức là cái thân đó sẽ thường biết, sẽ có trí tuệ mà biết được cái vấn đề các hành ấm như thế nào, các thức ấm như thế nào, tức là mình biết nó được thì tự nhiên mình, một là mình hiểu, mình giác ngộ cái lẽ vô thường, cái khổ vô ngã và cái không tánh của nó. Rồi mình có thể, nếu mà mình có cái pháp thì mình có thể chuyển nó, mình làm thay đổi nó đến cái mức mà mình trở thành chứng quả ở trong chính cái thân thể này. Mà khi mà chứng quả thì chúng ta cũng có thể, nếu mà cái tướng thì chúng ta thấy cũng có sanh tử già chết, nhưng mà thật sự cái người mà họ chứng quả đó thì họ không thấy có cái chuyện đó. Phật lại bảo, ta nay sở dĩ khuyên dạy có công như thế vì thiên ma ba tuần trước đây đến thỉnh ta nói Phật sau chưa muốn vào Niết Bàn, nay đã phải thời rồi, xin Ngài mau diệt độ. Và ta đã đến tháp giá Bà La vào định ý tâm muội và bỏ tuổi thọ rồi. Phật phóng hào quang lớn chiếu soi khắp nơi, cho đến chỗ u minh đều mong nhờ ánh sáng đó mà thấy được lẫn nhau. Khi đó ta có dạy bài kệ rằng: trong hai hành hữu vi vô vi, ta nay xả bỏ hữu vi, chuyên tâm vào tâm muội, tự tại xả thân như chim ra khỏi trứng, hay là khỏi lòng. Nghĩa là cho nên cũng như là mình ở trong xác thân này thì nói chung là thân thể của một con người hay là của cái ta, cái mình đó,
Nhưng mà nếu mà một người giác ngộ hay là như cỡ Đức Phật rồi trở lên trở xuống đó, thì ngài xả bỏ cái thân này cũng giống như chim bay lòng rách đó. Nghĩa là chim bay lòng rách thức thì vì tùy nghiệp tạo vần xoay sáu nẻo bởi một lòng. Nên là cái chim, con chim bay cái lòng nó rách, cái thức thần tùy cái nghiệp. Cái câu này là tôi đọc ở dưới trường Phật học Lưỡng Xuyên do Hòa Thượng Thích Từ Thông ông biên, ông ghi ở trên cây cột nay là năm 60 năm rồi. Tôi thấy cái đó, bài đó: chim bay lòng rách thức thần tùy nghiệp tạo vần xoay sáu nẻo bởi một lòng, hạt rắm cây lên thể chất hệ nhân trồng, sống chết bốn mùa, sống chết tư mùa do bốn lớn. Đó, cái câu đối hai cây cột dán hai bài. Bây giờ hiền giả A Nan đứng dậy, chịch vai áo, quỳ gối chắp tay bạch Phật, trong mong Đức Thế Tôn thương xót chúng sinh sống thêm một kiếp để làm lợi lạc cho trời người, chớ vội diệt độ. Đức Thế Tôn yên lặng không đáp. A Nan thưa thỉnh đến 3 lần. Phật bảo A Nan: ông có tin đạo chính giác của Như Lai không? A Nan đáp: dạ có, tin chắc thật. Nếu ông có tin, sao còn 3 lần đến xúc nhiễu ta? Ta cho rằng ông được gần gũi ta nghe, gần gũi ta lãnh thọ. Ta từng dạy rằng những người thường tu tập luôn bốn pháp thần túc một cách chuyên nhất thì có thể tùy ý muốn mà kéo dài tuổi thọ trong một kiếp hoặc một kiếp hơn. Đó, tức là tu tập bốn pháp đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc đó. Tức là trong trong nếu mà một người mà tu tập chuyên cần đó thì có thể được giác ngộ, mà khi mà giác ngộ thật sự rồi thì có thể muốn trụ thân, nghĩa là bao lâu cũng được. Nhưng mà thật sự thì dù cái người đó có trụ thân bao nhiêu nữa, nhưng mà trong cái tâm giác ngộ thì cái thân trụ đó nó cũng không phải là sung sướng gì. Nếu so với người đời hay so với chư thiên ấy, thì thật sự nó là quý giá cái sự tồn tại, bởi vì họ chưa biết cái sống cái chết. Nhưng mà cái người giác ngộ thì họ biết cái chết là gì, cái sống là gì. Cho nên do như vậy người ta không có quan trọng cái chuyện đó, thành cái sự tồn tại hay là biến mất thì người ta tự do. Cho nên nếu mình tu tập được bốn thần túc đó thì có thể mình đạt được á, thì mình có thể duy trì cái đời sống được, duy trì ý muốn mà kéo dài tuổi thọ trong một kiếp hoặc một kiếp hơn. Một kiếp thì nó rất nhiều, một kiếp đó chẳng hạn như một tiểu kiếp là bao nhiêu triệu năm, mấy triệu năm, là 16 triệu năm. Tại sao lúc đó ông không thỉnh cầu Như Lai khoan diệt độ, nghe lần thứ hai đến lần thứ thứ ba ông cũng không khuyến thỉnh Như Lai sống thêm một kiếp hoặc một kiếp hơn để trừ tối tâm cho đời, đem lại lợi ích an lạc cho hàng thiên nhân? Nay ông mới nói há chẳng muộn lắm sao? Ta 3 lần hiện tướng, ông 3 lần làm thinh. Sau lúc ấy ông không nói ta biết. Nay ta đã xả tuổi thọ, đã bỏ, đã nhổ rồi, thì không bao giờ Như Lai lại trái với lời mình. Ví như một người hầu quý đã nhổ đồ ăn uống xuống đất, họ không còn lấy ăn trở lại được nữa. Không, A Nan đáp: nay Như Lai cũng vậy, đã bỏ, đã nhổ rồi, đâu còn lấy lại nữa. Phật lại bảo A Nan cùng đi đến thôn Am Bà La, có đại chúng thị tùng do theo đường Bạc Kỳ đi đến ông thôn thăm Am Bà La đó. Tới một đồi cây, Phật dạy cho đại chúng về giới định tuệ. Tức là thật sự thì Đức Phật
Hồi sanh ra đời thì Đức Phật cũng đã Đức Phật đắc đạo, Đức Phật trong thời thường Đức Phật cũng đã dạy về giới định tuệ, nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật cũng dạy cho chúng về giới định tuệ, bởi vì thật sự những cái pháp của Đức Phật, của chư Phật dạy thì lúc nào nó cũng vậy. Nếu chúng ta không có cái giới đức, tức là chúng ta không hạn chế được thân khẩu ý và không biết được tất cả những cái tính chất dưng ngưng dứt đó, thì chúng ta không thể có định được. Và nếu không có định thì cái trí tuệ nó không phát sanh, đại khái vậy đó. Mà trí tuệ không phát sanh thì chúng ta không biết cái con đường sanh tử như thế nào thì làm sao mà đắc đạo được. Đại chúng thị tùng tuần tự đến các thôn Chim Bà, thôn Kiền Trà, thôn Ba Lê Ta, Ba Va và thành Phụ Di, theo con đường Bạc Kỳ đi đến phía bắc thành Phụ Di. Phật dừng lại tại đám rừng Thi Xá Bà và bảo các tỳ kheo: ta sẽ dạy cho các ông bốn dấu pháp lớn, các ông hãy lắng nghe và khôn khéo suy nghĩ. Bốn pháp ấy là: nếu có tỳ kheo nào đến nói với các ông rằng: này chư hiền, tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân nghe Phật được nghe, đến đích thân theo Phật được nghe, được lãnh đạo giáo pháp này, giới luật này, điều tôi đã đích thân nghe Phật dạy là điều đáng tin, không nên quỷ bán. Nếu có người nói như vậy thì có công hãy nương theo kinh mà xét chỗ hư thật, nương theo luật, nương theo pháp mà cứu rõ gốc ngọn của lời nói ấy. Nếu thấy lời nói ấy không trúng kinh, không trúng luật, không minh pháp thì có công hãy nói lại người kia rằng: thật không, Phật không dạy lời như thế, người đã lãnh thọ lầm rồi. Bởi vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp mà so nghiệm thì lời người vừa nói trái với chánh pháp. Vậy nên hiền sĩ hãy rời bỏ nó đi, chớ có thọ trì và chớ đem nói cho người khác. Trái lại, nếu xét thấy lời kia trúng kinh, trúng luật, trúng pháp thì hãy nói với người kia rằng: lời người vừa nói đúng là lời Phật nói, vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp mà so nghiệm, thấy lời người nói hợp với chánh pháp. Vậy hiền sĩ hãy cẩn thận thọ trì và rộng nói cho người nghe, chớ rời bỏ. Đó là đại pháp thứ nhất. Lại nữa, nếu có vị tỳ kheo nào đến nói với các ông như vậy: tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, ở trong một chúng tăng hòa hợp toàn là Bậc Kỳ Cựu Đa Văn, tôi đích thân được nghe, đích thân thọ lãnh pháp này, luật này, giáo này như trên. Đó là đại pháp thứ hai. Lại nữa, nếu có vị tỳ kheo nào đến nói với các ông rằng: tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, trong một chúng tỳ kheo đông đảo toàn là người trì pháp, trì luật, trì oai nghi mà tôi đích thân nghe, đích thân lãnh thọ pháp này, luật này, giáo này như trên. Đó là đại pháp thứ hai. Lại nữa, nếu có vị tỳ kheo nào đến nói với các ông rằng: tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, tôi thân cận theo một vị tỳ kheo trì pháp, trì luật, trì oai nghi và được nghe, được lãnh thọ giáo pháp, luật này, giáo này, vân vân. Đó là đại pháp thứ tư. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo A Nan cùng đi, có đại chúng tùy tùng do con đường Mạt La đi đến khu vườn Xà Đầu thuộc thành Ba La Nại. Nơi đây có người thợ bạc tên là Châu Na Thuần Đà, tức là Thuần Đà Kunda đó.
Cho nên ở trong kinh Niết Bàn người ta đổ thừa cho ông Thuần Đà đó, cho Đức Phật ăn gì đó, ăn thịt heo, thịt lợn hay gì đó mà Đức Phật chết. Dạy cho châu Na những điều ích lợi. Nghe Phật đến thành này liền y phục chính tề, tìm đến chỗ Phật đánh lễ rồi ngồi lại một bên Phật. Phật lần lượt thuyết pháp dạy cho châu Na, tức là Thuần Đà, những điều ích lợi. Vui mừng nghe xong, ông Phật tín tâm hoan hỷ, thỉnh Phật ngày mai đến nhà cúng dường. Phật làm thinh nhận lời. Ông Thuần Đà lễ Phật lui về. Ngày mai ông trở lại thỉnh Phật, Phật cùng đại chúng đến nhà ông. Sau khi Phật và đại chúng đã ăn vui, ông Thuần Đà ở đây là gọi là châu Na hả? Là bởi vì ở đây nó thuộc về kinh Trường A Hàm, còn cái chúng ta đọc cái kia là kinh Niết Bàn, gọi là Thuần Đà, đây là gọi là châu Na. Đây là cái này rất là nó dịch từ Pali. Đêm muốn ăn dân Phật và chúng tăng, ông lại nấu riêng một thứ nấm chiên đàn. Chiên đàn tức là thọ nhĩ, là thức ăn trân quý kỳ lạ ít thấy. Đêm dân riêng cho Phật, Phật dạy châu Na tức là Bằng Đà để chớ đem thứ nấm ấy cho chúng tăng ăn. Châu Na vâng lời. Sau khi châu Na thấy chúng tăng thọ trai xong, rửa bình bát, rửa tay yên rồi, liền bạch Phật rằng: xin hỏi bậc thánh trí, chánh giác, đủ phúc trí, ở giữa thế gian này có mấy hạng sa môn? Phật dạy: theo như người vừa hỏi, có 4 hạng sa môn. Chỉ riêng không đồng nhau, người hãy nhận thức rõ, hạng hành đạo thù thắng, tức là cái người mà hành đạo đúng với giáo pháp và chuyên cần và thực tập để đi đến chứng thành đạo thù thắng. Hành đạo giảng đạo nghĩa, tức là hạng thứ nhất, hạng nương đạo sinh sống, tức là nghĩa là theo tu hay là để là cũng như kiếm ăn này nè. Hạng làm ô uế đạo, hạng dứt bỏ ăn ái, quyết chắc vào Niết Bàn, vượt khỏi đường thiên nhân, là hành đạo thù thắng. Cái người mà quyết vào Niết Bàn, quyết cái tu tập để mà đạt đạo đó là cái hạng thù thắng nhất. Hạng hiểu thấu lý màu, giảng đạo không vị lợi, giải quyết các nghi ngờ, là hạng khéo giảng đạo, khéo trình bày pháp cú, nương đạo để sinh hoạt, xa mâm cảnh Niết Bàn, là hạng sống nhờ đạo. Trong âm, trong ôm lòng gian tà, ngoài như tuồng thanh bạch, hư dối không thành thật, là hạng làm nhơ đạo. Hạng này gồm thiện ác, tịnh bất tịnh, xen lẫn lộn, mặt người hiện tốt đẹp như chất đồng mạ vàng. Người tục thấy liền bảo đó là thánh đệ tử, các vị khác không bằng, ta chớ bỏ lòng tin. Người lãnh đạo đại chúng trong nhỏ mà ngoài sạch, che giấu điều gian tà, kỳ thật lòng phóng đãng, chớ trong đáng bề ngoài. Đã vội đến thân kính kẻ hiện dấu gian tà mà trong lòng phóng đảng. Tiếp đó ông châu Na đặt một bộ ghế nhỏ ngồi hầu Phật để nghe thuyết pháp. Thuyết pháp xong, Phật cùng đại chúng lại đi lần trở về. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật phân biệt các đệ tử của Ngài, cũng như cái hạng chân chánh và cái hạng thiếu chân chánh, cái hạng cái tâm chánh trực và cái hạng cái tâm không chánh trực.
Đó là Đức Phật phân tích để cho chúng ta nghe và đời sau hiểu biết, chứ cũng không phải là chê khen. Cho nên cái thời người bây giờ chúng ta nghe như vậy mà chúng ta cũng đừng có sanh cái lòng ốc, nghĩa là mà nghĩ người này xấu, người kia tốt và chúng ta chê khen thì nó không trúng. Thuyết pháp xong, Phật cùng đại chúng lại đi lần trở về. Vừa đến giữa đường, Phật dừng lại dưới một gốc cây và bảo A Nan: ta đau lưng, ông hãy sửa chỗ cho ta nằm nghỉ. A Nan sửa chỗ, Phật nằm nghỉ. Cho nên thấy không, ngày xưa Đức Phật thật sự đâu có quyết định ở nhà ở hay là chùa ở tịnh xá gì đó. Nên là cho nên mình thấy cái con đường mà đi giảng đạo thuyết pháp hay là cho đến khi chết cái Đức Phật vậy, nó không có định vị gì trước hết cả. Cho nên Phật cùng đại chúng đi lần trở về, vừa đến giữa đường, Phật đứng lại dưới một gốc cây và bảo A Nan: ta đau lưng, ông hãy sửa chỗ cho ta nằm nghỉ. A Nan sửa chỗ, Phật nằm nghỉ. A Nan ngồi hầu. Phật hỏi A Nan: vừa rồi ông thấy ông Châu Na có ý gì hối hận không? Nếu có hối hận là tự đâu? A Nan đáp: ông Châu Na vừa cúng dường Phật như vậy không được phúc lợi gì cả. Tại vì sau khi Đức Như Lai thọ trai ở nhà ông thì ngài sắp vào Niết Bàn. Phật dạy: A Nan chớ có nói như vậy, chớ có nói như vậy. Hiện nay Châu Na được nhiều lợi lớn, được sống lâu, được sắc đẹp, được sức lực, được tiếng tốt, được nhiều tài lợi, chết được lên trời, cần chi có nấy. Tại sao vậy? Vì người cúng dường cho Phật lúc mới thành đạo với người cúng dường cho Phật lúc sắp niết bàn, công đức hai bên ngang nhau. Tức là cái người mà khi mà Đức Phật mới thành đạo mà cúng bữa cơm ban đầu hay là cúng thức ăn giống như mấy cái cô Sujata mà đem cúng dâng sữa của Đức cho Đức Phật đó, trước khi Đức Phật thành đạo và khi mà sắp thành đạo hoặc là khi Đức Phật đắc đạo rồi, rồi cái người cúng đầu tiên và cái người cúng sau cùng trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đó, thì cái phước nó gần đồng nhau. Nhưng mà thật sự cái đó vô lượng vô biên, khó mà hiểu được. Cho nên nó hiện nay Châu Na được nhiều lợi lớn, được sống lâu, được sắc đẹp, được sức lực, được tiếng tốt, được nhiều tài lợi, chết được sanh lên trời, cầu chi có nấy. Tại sao vậy? Vì người cúng dường cho Phật lúc mới thành đạo với người cúng dường cho Phật lúc sắp niết bàn, công đức hai bên ngang nhau không khác. Ông hãy đến nói với Châu Na rằng: A Nan, tôi cần gần Phật, được nghe Phật dạy rằng ông Châu Na nhờ công đức cúng dường Phật mà được lợi lớn, quả báo lớn. A Nan vâng lời, đi đến nói với Châu Na những lời Phật vừa dạy đó. Thọ trai nhờ Châu Na có nghe Phật dạy rằng, đây là cái văn kệ, bệnh Như Lai thêm nặng, thọ mệnh đã sắp tàn. Tuy ăn nấm chiên đàn mà bệnh vẫn còn tăng, dù bệnh ta nên đi, lần đến thành câu thi. Cô-ti-na. Đức Như Lai lại đứng dậy đi tiếp. Vừa đi được một quãng đường, Phật lại dừng dưới một gốc cây và dạy A Nan: ta đau lưng quá, hãy sửa chỗ cho ta nghỉ. A Nan sửa chỗ, Phật nghỉ xong, A Nan ngồi hầu một bên. Lúc có người đệ tử của một vị A La Hán, lúc đó có người đệ tử của một vị A La Hán tên là Phúc Quý đi từ thành Câu Thi Na, Câu Thi Na Kiệt, tức là cái bản dịch này nó sai, nó là mấy cái chữ mà dịch nó khác hơn một cái bản khác, tức là Kusinara,
nhắm đến thành Ba La, thì vừa đến giữa đường bỗng trông thấy Phật tại bên gốc cây, dung mạo đoan chính, có căn tịch định, tịch tịnh, tâm ý nhu hòa, trong cảnh tịch diệt tuyệt đối, ví như con rồng lớn, như hổ nước đứng trong, hồ nước đứng trong, không chút cáu bận. Thấy rồi ông phát sinh thiện tâm hoan hỷ, đi đến gần Phật đảnh lễ rồi ngồi lại một bên ngồi và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia trong lúc ở tại chỗ nhàn tịnh chuyên tu thì thật là kỳ lạ. Dẫu cả một đoàn xe có những 500 cổ đi ngang qua một bên mà họ vẫn không hay biết. Thầy tôi có lần ngồi tĩnh tọa được dưới một gốc cây bên đường thuộc địa phận giữa hai thành Câu Na và Ba Bà. Lúc đó có đoàn xe 500 cổ đi ngang qua rần rần rộ rộ mà thầy tôi tuy giác tỉnh nhưng không nghe thấy. Sau đó có người đến hỏi thầy tôi có thấy đoàn xe vừa đi qua đây không. Thầy tôi trả lời là không thấy. Người kia là hỏi có nghe không, trả lời là không nghe. Là hỏi hãy nãy giờ ông ở đây hay ở chỗ khác, trả lời là ở đây. Lại hỏi nãy giờ ông tỉnh hay mê, trả lời là tỉnh. Lại hỏi bây giờ ông thức hay ngủ, trả lời là không ngủ. Người kia lặng lẽ cho là sự lạ, người xuất gia chuyên chú tĩnh tâm đến như thế, rồi nói với thầy tôi rằng vừa có 500 cổ xe rần rộ đi qua mà còn không nghe thấy, có đâu lại nghe thấy chuyện khác. Rồi người kia hoan hỷ từ tạ: Phật bảo này phúc quý, ta hỏi người như một người tĩnh tọa, có đoàn xe rần rộ đi ngang qua tuy biết nhưng không nghe với một người tĩnh tọa, khi có sấm sét vang động đất trời mà tuy biết nhưng không nghe, trong hai điều đó bên nào khó hơn? Phúc quý thưa, tiếng động của ngàn chiếc xe đâu sánh bằng tiếng sấm sét. Không nghe tiếng xe còn dễ, chứ không nghe tiếng sấm sét rất khó. Phật bảo này phúc quý, ta có một lần ở tại một thảo lư trong thôn A Việt. Lúc đó có đám mây lạ vụt nổi lên, rồi tiếp sấm sét vang rền dữ dội làm chết hết 4 con trâu và 2 anh em người đi cày. Thiên hạ xúm tới chặt nít, nhưng ta ra khỏi thảo lư đi kinh hành thông thả. Một người từ đám đông kia đi lại chỗ ta tóc lễ rồi đi theo sau ta. Dầu biết nhưng ta có hỏi người ta tụ tập làm gì đông vậy. Người kia hỏi lại ta nãy giờ ngài ở đâu mà và thức hay ngủ. Ta trả lời ở đây không ngủ. Người kia tán thán cho ta là hy hữu, chưa có thấy ai đắc định được như và Phật. Tiếp kể chuyện đã xảy ra cho ta nghe với một tâm hoan hỷ, rồi vái chào mà đi. Lúc đó ông Phúc Quý đang mang 2 tấm vải bông sắc vàng trị giá cả 100.000 lấy đem dâng Phật. Phật bảo đem cúng cho ông A Nan 1 tấm, còn Phật 1 tấm. Phúc Quý vâng lời làm theo, rồi đảnh lễ Phật và ngồi lại một bên. Phật lần lượt thuyết dạy cho ông những pháp ích lợi vui mừng về bố thí, trì giới, phúc báo sinh thiên, đồng thời chỉ tính ái dục là đại quản ô uế, hoặc lậu là pháp phương chướng đạo, giải thoát là cao thượng hơn hết. Khi Phật biết tâm ý, Phúc Quý đã gần thuần thục như tấm vải trắng để nhuộm sắc màu mớ, theo như thông lệ của chư Phật mà giải tiếp cho ông về pháp tứ đế.
Phúc quý liền phát tín tâm thanh tịnh, xa lìa trần cấu, phát sinh pháp nhãn, thấy pháp, chứng pháp, quyết định ở trong chánh pháp, không còn bị xoa đọa ác đạo. Hoàn toàn không sợ hãi, nên bạch Phật, con xin quy y Phật, Pháp Tăng và thọ trì ngũ giới làm kẻ ưu Bà Tát trong giáo pháp của Phật. Lại bạch Phật, lúc nào Phật đến giáo pháp tại thành Ba La, xin Ngài hạ cố đến khóm nhà nghèo của con. Con muốn đem hết những vật thực, sàn tỏa, y phục, thuốc thang sẵn có trong nhà để dâng cúng Phật. Phật lãnh thọ cho thì rồi nội gia con được an lạc. Phật khen phải, ông Phúc quý đảnh lễ Phật rồi lui về. Cho nên lúc đó người ta cúng dường Phật đó, thật sự thì nó vừa có cái công đức mà nó vừa có cái phước. Và hiện đời nếu mà cúng dường Phật đó, thì có thể là được hước cái phước hiện đời luôn. A Nan liền đem tấm vải bông của mình dâng lên Phật. Phật nhận lãnh mang lên trên mình. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện ra một dung mạo thung dung, oai quang hớn hở, các căn thanh tịnh sắc diện tươi vui. A Nan trông thấy âm thầm suy nghĩ, ta được hầu Phật 25 năm nay, chưa khi nào thấy Phật có một sắc diện tươi sáng như ngày nay. Nên ông liền cung kính đến bạch Phật, hỏi về duyên cớ. Phật dạy, có hai duyên cớ mà sắc diện Như Lai tươi sáng khác lúc bình thường. Một là lúc Phật mới thành ngôi chánh giác, hai là lúc Phật xả bỏ thọ mệnh sắp vào niết bàn. Phật bảo A Nan, ta cần uống nước, ngươi hãy lấy nước đem đến đây. A Nan thưa, vừa rồi có 500 cỗ xe lội qua sông làm nước đục cả, chỉ có thể dùng nửa rửa chân, không thể dùng uống được. Phật dạy đến 3 lần như thế. Ông A Nan thưa, hiện chỉ có sông Câu Tôn cách đây không xa là có nước trong mát, uống 2 tắm rửa đều được. Lúc đó có một vị thần ở tại núi tuyết, vốn dốc lòng tin đạo, lấy bát đựng nước quý tinh đủ 8 công đức đem đến gian Phật. Cho nên mình thấy Đức Phật á, ông đâu có tính trước đâu, ông đâu có đem cái ống nước hay là đem cái bình nước theo đi đâu, ông đâu cần đâu, mà khát ở đâu thì ông xin ông uống đó. Cho nên có người nói trời ơi, Phật này ông không có tính trước, đi đường xa thì ta mới đem theo một lon nước, bình nước mà ta không có bao giờ mà đem theo. Cho nên ở trong giáo lý của Đức Phật á, mình người tu có khi người ta cũng không để thức ăn qua đêm, hay là ăn một bữa rồi thôi, chứ không có dành dụm mà đem theo đồ này kia đó. Cho nên cái về cái mặt thì chỉ có 3 y thôi, một cái y thượng y tức là bộ y trong, và một cái y thượng tâm y nhất bát thôi, chứ không có gì cả. Cho nên một người tu mà hiểu biết như vậy, và giả tí dù có cái tâm mà làm được hay không làm được là do hoàn cảnh, do thời đại hay là do cái tính chất sinh hoạt của mình, nhưng mà trong lòng nếu mà có cái nguyện, cái ý như vậy thì nó cũng có cái phước lớn. Tức là trong luật nó ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch phạm hạnh, cầu viễn từ bi nhất thiết đó. Tức là trong lòng mình biết cái chỗ đó có đó thì trước sau gì mình cũng thực hiện. Có khi bây giờ mình không thực hiện nhưng mà sau mình thực hiện được, và kiếp sau mình thực hiện được. Mà khi mình thực hiện được thì mình sẽ đắc được cái quả đó. Cho nên ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật. Sau khi Phật diệt độ phép tẩn tán, nên làm thế nào? Phật dạy, ông hãy yên tâm lo nghĩ đến đạo nghiệp của mình. Việc ấy đã có hàng cư sĩ vui lo. A Nan hỏi đến 3 lần, Phật dạy, muốn biết pháp tẩn tán Thế Tôn thì nên làm theo cách tẩn tán chuyển luân Thánh Vương. Là trước hết lấy nước thơm
tắm rửa thân thể, rồi lấy bông mới quấn lại. Tiếp lấy vải trắng quấn 500 lần, rồi đặt vào quan tài. Đặt vào kim quan, đã tẩm dầu. Lại đặt kim quan trong một cái quách làm bằng sắt. Sau hết đặt quách sắt vào một cái quách gỗ hương chiên đàn, xong chất đầy củi thơm lên trên mà trà tỳ đốt. Trà tỳ xong lượm lấy xá lợi, tức là cái phần đốt nó tàn rồi còn lại đó, cái cốt đựng tháp treo phong thờ tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông thấy tháp vua mà tưởng nhớ lại. Cái đây là cái tính chất mà thiêu của đức vua Chuyển Luân Thánh Vương đó, thì có lẽ là Đức Phật cũng làm như vậy. Tưởng nhớ chánh pháp của vua hầu tăng nhiều ích lợi, đối với Như Lai cũng làm như thế, để cho mọi người đi ngon trông thấy tháp Phật mà tưởng nhớ lại đạo quá của Như Lai Pháp Vương, hầu sống được phúc lợi và chết được sinh lên cõi trời. Này A Nan, trong thiên hạ có bốn hạng người nên dựng tháp thờ tự cúng dường là Như Lai, tức là Phật này, Bích Chi Phật là độc giác Phật, Thanh Văn và Chuyển Luân Vương. Tiếp Phật cùng A Nan đi đến thành Câu Thi Cô Xin, tới giữa đám cây Sa La Xâm Thọ, có đại chúng đi theo. Có một người phạm chí từ thành Câu Thi đi đến thành Ba La, ở giữa đường gặp Phật. Ông đang còn ở đằng xa đã được trông thấy Phật, dung mạo đoan chính nên phải làm hoan hỷ, đi đến hỏi han rồi dừng lại một bên, bạch Phật rằng: thôn tôi ở cách đây không xa, kính mong đức Cù Đàm đến đó nghỉ đêm, sáng mai thọ thực xong hãy đi. Phật dạy: thôi thôi, ngươi hãy cúng dường ta rồi đó. Phạm chí ăn cần thưa thỉnh tới ba lần, phần vật Phật vẫn đáp trước như trước. Lại bảo ông A Nan đằng sau kia: người đến đó tỏ ý. Phạm chí nghe Phật bảo đến ông A Nan thỉnh mời. A Nan đáp: thôi thôi Phạm chí, người đã cúng dường rồi đó. Phạm chí ăn cần thưa thỉnh tới ba lần. A Nan đáp: trời đã nóng bức, thôn kia lại xa, mà Đức Thế Tôn thì quá nhập, không thể đến đó được đâu. Phật dạy bài kệ: quá thai pháp hữu vi này. Đổi dời mãi không thôi, nay giữa cây Xâm Thọ, dứt ta thân vô lậu. Phật Bích Chi Thanh Văn, hết thải đều quy diệt, vô thường không chọn lựa, như lửa đốt núi rừng. Tức là chắc Phật nhập diệt tại đó. Phật đã vào thành Câu Thi, ngài tới chỗ bản sinh giữa cây Sa La Xâm Thọ và bảo A Nan: ông hãy sửa chỗ ở giữa cây Sa La Xâm Thọ cho ta nằm. Đầu xoay về hướng Bắc, mặt xoay về hướng Tây. Và giáo pháp của ta sẽ lưu truyền lâu đài ở phương Bắc. A Nan sửa chỗ xong, Phật tự lấy y tăng dạ lê bốn lớp đắp lên mình, nằm nghiêng hông tay mặt như sư tử chúa, hai chân chồng lên nhau. Lúc đó giữa đám cây Xâm Thọ có các quỷ thần vốn dốc lòng tin Phật, lấy các thứ qua trái
trái trái mùa rải khắp mặt đất. Phật bảo A Nan rằng: các thọ thần ấy lấy hoa trái mùa cũng cúng dường cho ta như thế, chưa phải cúng dường Như Lai. A Nan thưa: sau mới là cúng dường Như Lai. Phật dạy: người nào biết lãnh đạo, lãnh thọ và thực hành đúng chánh pháp mới là người cúng dường Như Lai. Tiếng đều hết nổi, mù mắt. Lúc đó ông Phạm Ma La cầm quạt đứng hầu trước Phật. Phật bảo: người chớ đứng ở trước ta. A Nan nghe vậy thầm lặng suy nghĩ: ông Phạm Ma La thường hầu hạ Phật, cung cấp mọi sự cần thiết, tôn kính Như Lai không thể chán nản. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để cho ông san sóc, chứ sau Phật lại đuổi đi. Tâm quán hiểu không? Sao Phật lại đuổi đi? Cung kính Như Lai không hề chán nản. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ ra ông san sóc, chứ sao Phật lại đuổi đi, là có ý gì? A Nan liền đến bạch Phật hỏi chuyện cớ. Phật dạy: tứ phía ngoài thành Câu Thi Na này 12 do tuần có các vị thiên thần chặt ních, họ đều hiềm trách vị tỳ kheo đó rằng: sao đứng chón trước Phật trong giờ phút cuối cùng Phật sắp vào niết bàn? Chúng ta muốn đến chiêm bái một lần mà vị tỳ kheo đó với oai đức lớn lao, ánh sáng chói che không cho chúng ta được gần Phật để lễ bái cúng dường. Này A Nan, vì thế mà ta đuổi ông ấy đi. A Nan bạch Phật: chẳng hay vị tỳ kheo đó xưa kia chứa phúc đức gì, tu hành nghiệp gì mà nay có oai đức như thế? Từ lúc Phật nhập diệt mà vị tỳ kheo đứng đó, vị tỳ kheo đó cũng là một cái vị đức hạnh, cho nên đứng che Đức Phật mà có vị chư thiên và tất cả, nghĩa là mọi giống loại ở trong vũ trụ đương nhìn Đức Phật Thế Tôn nhập diệt mà không thấy được. Phật dạy: vào kiếp 91 trong thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi, tức là 91 kiếp trước. Vị tỳ kheo đó lúc ấy đêm tâm quan hỷ, cầm cây đuốc cỏ soi sáng vào ngôi tháp của Phật. Nhờ đó nay ông được có ai quan chiếu suốt cả 28 tầng trời, ánh sáng của chư thiên thần không thể sánh kịp. A Nan cung kính bạch Phật: xin Phật chớ diệt độ. Tại chỗ đất quang vu thành chật hẹp này, hiện có các nước lớn như là Chim Bà, Tỳ Xá Lỵ, thành Vương Xá, nước Bạc Kỳ, nước Xá Vệ, thành Câu Tỳ La Vệ, thành Ba La Nại. Ở đó nhân dân đông đảo, nhiều người tín mộ Phật Pháp. Phật diệt độ tại các chỗ đó, rất nhiều người cung kính, cúng dường. Xá Lợi Phật đáp: đừng đừng, chớ có tưởng như thế, chớ cho nơi này là bỉ lậu. Vì sao thế? Vì khi xưa tại nước này có vị vua tên là Đại Thiện Kiến, và thành này lúc đó tên là Câu Xá Bà Đề. Đô thành của vua dài 480 dặm, rộng 280 dặm. Bây giờ được mùa lúc lúa rẻ, nhân dân sung sướng, vua có thành bãi lớp bao quanh, bãi lớp lan can chạm trổ vang vẻ, linh báo treo sang trong thành bề sau 3 nhẫn, lên cao 12 nhẫn.
Lâu đài trên thành cao 12 nhẫn. Mỗi trụ chu vi 3 nhẫn thành vàng, thì cửa bạc thành bạc thì cửa vàng, thành lưu ly thì cửa thủy tinh, thành thủy tinh thì cửa lưu ly. Quanh thành trang nghiêm bằng tứ bảo, lan can bằng tứ bảo. Lầu vàng thì treo linh bạc, lầu bạc thì treo linh vàng. Có hào bãi lớp mọc đầy hoa sen xanh vàng đỏ trắng. Đáy hào toàn lát bằng cát vàng. Hai bên bờ nào có cây đa. Hai bên bờ nào có cây đa lăng. Cây đa lăng. Rễ cây vàng thì lá hoa trái bạc, cây bạc thì lá hoa trái vàng. Vua Đại Thiện Kiến có đủ bãi báo và bốn đức. Bãi báo là xe vàng, xe voi, xe vàng, xe trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, cư sĩ và quân lính. Bốn đức là sống lâu, cường tráng, dung mạo đoan chính và kho báu phủ phê. Lâu lâu vua bảo đánh xe đi thông thả dạo khắp quốc độ để xem xét tình hình nhân dân có được an lạc, hoạn nạn xảy ra chăng. Hễ nhân dân gặp vua giữa đường liền nói với kẻ đánh xe đi chậm để được xem kỹ long nhan. Vua vỗ về triều mến, nhân dân như cha yêu con, quốc dân kính mộ vua như con, vua như con kính cha. Có dịp quý báo cho đem dân vua. Nghĩa là nhân dân kính mộ vua như con kính cha. Có dịp quý báo họ đem dân vua, tùy ý sử dụng. Vua bảo đừng, ta có đủ tài bảo cần dùng rồi. Vào lúc khác vua nghĩ muốn lập cung quán thì quốc dân đến xin vua làm thầy. Vua bảo ta cho như vậy là đã được các người cúng dường rồi. Ta sẵn có tài bảo để lo liệu. Quốc dân lại năn nỉ xin vua để tạo lập. Vua bảo tùy ý các ngươi muốn. Quốc dân được lệnh liền đem 84.000 chiếc xe chở vàng bạc đến thành Cao Xá để tạo lập pháp điện. Cho nên chúng ta thấy rằng qua cái bản văn cổ này, cái kinh này, chúng ta thấy cái thời xưa đó, nghĩa là thành quách này kia người ta còn xây cả bằng vàng bạc. Không biết vàng bạc biết là bao nhiêu. Cho nên nếu không phải, nếu một người mà có cái lòng tin thì chúng ta thấy tưởng tượng, ví dụ thành vàng mà là đất bạc, nghĩa là cái thời chánh pháp, cho nên con người nó đầy đủ cái phước báo, đầy đủ cái hạnh phúc, thành cái lòng tham nó rất ít, và cho nên lại được gặp Phật ra đời. Nghe chánh pháp thì tự liền giác ngộ và giải thoát. Nó cho nên cái cõi người, cái thời xưa đó với lại chư thiên nó rất là gần gũi nhau. Không, người ta không thiếu thốn gì cả. Vì thế cho nên khi chúng ta đọc kinh điển như thế này, mà nếu mình có lòng tin hay là một ít phần cái chúng ta tin tưởng đó, thì chúng ta đã có công đức rất lớn. Là bởi vì sao? Bởi vì một người nếu mà chúng ta có cái phước đời trước hay là cái phước sau này thì chúng ta sẽ không có nghi. Bởi vì sao? Bởi vì lời của Đức Phật nói là cái lời không có thể nói dối hay nói thêm, nói bớt hay việc gì hết cả. Mà kinh điển cũng vậy nữa. Cho nên khi mà mình nghe như vậy đó là tự nhiên cái phước báo nó như thế nào thì nó cũng ở trong cái người nghe như thế đó. Cho nên chẳng bao lâu ở trong những kiếp lai sanh, tái sanh thì người nghe cũng có cái phước báo như vậy. Vì thế cho nên nó gọi là cái phước lớn. Cho nên cái tuổi thọ hay là cái công đức hay sự tu hành vậy. Cũng như chúng ta nghe cái lịch sử Đức Phật
và nghe cái pháp như vậy đó, trước hết là làm cho mình có cái tâm nó thanh tịnh. Mà khi mà có tâm thanh tịnh thì cái đức tin của chúng ta nó hoàn hảo. Cho nên tin tức là tất cả những cái pháp văn, cái văn trong cái giáo lý này nó đều thâm nhập vào cái tâm của cái người nghe. Bởi vì cái tâm ta là một cái tâm nó đủ cái thứ chuyện ấy cả. Nào là chuyện thiên trời đất, nữa là tử cấp tùng còn tử con của tôn cháu gì đầy đủ ấy. Nghĩa là nó, nhưng mà nhớ chuyện đó nó lại là cái chuyện sanh tử, cái chuyện không vẹt của đời sống này, nó đi đưa đi đến cái phiền não, đưa đi đến sự tranh giành, đưa đi đến sự cái lòng tham sân si thôi. Còn nếu chúng ta nghe được những cái lời kinh quý báu, nhất là những cái bản sanh bản sự của Đức Phật, tức là cái tiền kiếp hay là sanh tiền của Đức Phật như thế đó, thì cái tâm mình nó hiện tiền, nó thanh tịnh. Khi nó thanh tịnh, giả tí chúng ta dù thanh tịnh trong 1 phút hay là 1 giờ hay là 1 ngày, thì thực sự cái sự thanh tịnh đó, cái phước báu nó chúng ta ngày sau hưởng không hết được. Cho nên cũng giống như ở trong kinh nói, mà nếu mà chúng ta đọc tụng mật chú đó, thật sự mình không thấy gì, nhưng mà trong tận thức mình nó bắt đầu nó thay đổi, và sau này nghĩa là cái phước đức và cái sự giác ngộ nó sẽ xảy ra, nó vô cùng vô tận. Bởi vì thật sự không phải ai cũng nghe cái giáo pháp của Phật, và chúng ta nghe mà chúng ta còn chưa nghe thì làm sao mà chúng ta thấy được, chúng ta có duyên lành mà thấy được đâu. Cho nên nếu mình có cái tâm tin, cái niềm tin và cái sự lắng nghe, thì cái đó nó cũng đã rửa được cái nghiệp của mình sạch, có thể nó đã quá nửa 2 phần. Còn nếu mà khi nghe mà tin tưởng một cách tuyệt đối rồi, thì cái bởi vì khi tin đó, tức là cái hình thức, cái nội dung của cái cuộc đời của Đức Phật đó, nó là nó nằm ở trong, nó in, nó là một cái bản, nghĩa là sâu nhót vào trong cái tâm của chúng ta, thì cái tâm đó nó là cái lịch sử của chính nó. Bởi vì thời gian nó là một cái tính chất ảo không có thật, và cái không gian này nó cũng có thể là sáp nhập từ cái không gian trong ngoài hay trên dưới gì, nó cũng chỉ một thôi, bởi vì nó là không. Cho nên do vậy khi mà chúng ta nghe kinh nghe pháp rồi, thì cái mà của chúng ta nghe đó, nó trở thành của chúng ta, nó gọi là cái công đức hay là phước đức. Cho nên đời đời mình sẽ được cái quả đó, đến khi nào mình nó hết cái, cũng như là cái nghiệp hiện tại đó, cái nghĩa là cái tiền căn hậu kiếp mà sanh tử chúng ta nó vừa tàn, thì cái đó nó sẽ mọc lên, hoặc là cái đó nó mạnh thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta tiêu mau cái nghiệp sanh tử. Cũng như một người nghe được việc thiện, làm việc thiện, hay là mình hâm mộ được cái một người thiện, thì tự nhiên nó thay đổi cái bản sắc nội dung của cái lòng mình, thì chúng ta trở thành người thiện, và chúng ta sẽ như là tức thời trở thành thiện. Cho nên ta nói triêu văn đạo tịch tự khả hỷ, tức là sớm nghe đạo chiều chết thì nó cũng vui cũng cam lòng. Thành con người có khi sống cả một đời có khi người ta đâu có nghe. Cũng như là ví dụ làng xóm của tôi nghĩ ra không có mấy người đi tu kể cả một cái thôn đó, một xã đó, kể cả cái huyện đó. Lúc mà tôi đi xuất gia đi tu thì tôi về là mấy lần tôi cũng chưa nghe người nào đi tu, dường như có một cái cô nào đó cũng đi xuống ở dưới tỉnh gì đó theo một cái chùa nào đó, nhưng mà chưa biết sao. Cho nên do vậy mình tu thì nó cũng không có là bao nhiêu, nhưng mà thật sự cái người mà giống như mình thì cũng không có nhiều. Cho nên mà khi mà mình tu học là cái hình thức thôi, nhưng mà mình nên nghe pháp và mình hiểu pháp thì nó mới có là nội dung, rồi mình ngộ pháp thì nó mới là cái sự thay, cũng như nó lột xác, nó thay đổi, nó thay hình đổi dạng, thay nghiệp.
và cái nghiệp mà nghe pháp, thọ pháp, thính pháp và hành pháp đó, thì tất cả cái ngoài trong nó đều biến đổi. Cho nên cái con người có thể là cái thân người, nhưng mà cái nghiệp nó từ chư thiên hay là tất cả có cái cõi cao. Thì nếu khi mà chúng ta chết rồi, bỏ xác rồi, thì tại làm sao mà chúng ta tồn tại ở đây được? Cũng như bây giờ cái tâm của mình thích đi đâu đó, đi về quê hay là mình thích đi ở một cái cảnh du lịch nào thích quá rồi, nhưng mà trong nửa chừng mà mình bị chết thì cái hồn của mình nó sẽ thay cái xác đó, nó để đi. Cho nên con người cái nghiệp là một cái tính chất nó gắn kết vào một cái hình dáng thói quen và cái chân lý, nó trở thành cái mà chúng ta thọ tưởng tư ở trong lòng, nó cái ý nghĩ của mình. Thì khi cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp học pháp hay là nghe pháp, thật sự cái phước đức vô cùng. Cho nên ta nói một giọt giáo lý của Đức Phật nó cũng rửa hết được cái kiếp sanh tử đầu thai của con người vô lượng kiếp. Nên cái vấn đề nghe pháp, học pháp thì nó cũng như là cái sự tu tập. Nếu mà chúng ta tu mà không đúng chánh pháp thì nghe chánh pháp nó là cái tu thật. Bởi vì khi nghe trước hết là chúng ta đổi cái tri thức, tri kiến. Mà cái tri kiến của chúng ta là sự sống, cái chánh kiến là sự sống, hay là cái hiểu biết là sự sống. Còn nếu không hiểu biết thì trong vô minh chúng ta, thì chúng ta sống thì cũng như chết mà thôi. Còn nếu mà chúng ta có chánh kiến, có chánh pháp, hay là lòng sáng rỡ hoặc là lòng thiện thì nó khác. Thế cho nên chúng ta hãy hoan hỷ trong cái vấn đề nghe pháp, học pháp và hành pháp. Đúng ra thì văn tư tu nó là một. Cho nên chúng ta nghe pháp tức là nó cũng như là hành pháp. Bởi vì khi chúng ta nghe nó, cái tạng thức chúng ta nó biết đầu thay đổi. Nếu mà một người nghe mà đúng pháp mà chuyển động được thì nó cũng là như là hành đạo. Bởi vì nó ngộ, nó giác ngộ thì nó thay đổi cả bản tâm. Cho nên người xưa người ta đến Phật người ta chỉ nghe pháp thôi. Chư thiên loài người hay tất cả các cung các cõi cũng vậy đó. Cho nên nghe pháp hay là đọc kinh này kia, tức là thực sự là chúng ta tu tập. Còn mà bây giờ mình không có hiểu kinh điển hay là mình không có học giáo lý chính thống của Phật mà mình tu á, thì có nhiều lắm thì cũng mình cũng tu hiền thôi. Nhưng mà trong cái hiền đó chúng ta không biết thì một lúc nào chúng ta cũng làm có thể làm ác. Cho nên cái vấn đề đó chúng ta phải có một cái sự nhận định trong cái sự tu học thì nó mới được có cái lợi, cái kết quả về sau được. Cho nên hôm nay thì mình nói đến đây nó cũng đủ, cũng vừa phải rồi. Ôm nước nữa con. Cho nên khi mà tôi nói chuyện thì nhiều khi tôi cũng không có khát nước, có khát nó cũng quên mất, nó quên hết. Có hồi cũng không biết là thời gian bao lâu, nhìn lại thì nó một tiếng mấy đồng hồ, ví dụ vậy đó. Còn khi mà mình ngồi không á, hay này kia thì mình thấy thời gian nó rất, rất 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 nó đi lâu, nó chậm, vậy nó không có chuyện gì. Cho nên do như vậy có cái hành của mình mà thanh tịnh, hành ấm thì nó là phi thời gian. Cho nên mình không thấy thời gian. Vì không thấy thời gian cho nên nó gọi là sống lâu, trường sanh bất tử. Nếu mà mình tu được cái pháp mà mình không bị cái thời gian chi phối đó, thì cái không gian của mình nó hòa cái không gian của vật lý của mình đó, nó đồng như là cái không gian của thân thể của cái hư không. Tức là nó chậm cái sự biến đổi, nó chậm cái tính chất nghĩa là dao động tan rã. Cho nên nó có một sự ngưng kết lại. Nó sống lâu cũng như những cái loại cây hay là loại trái mà nó xích sau nó ngưng kết lại thì nó chắc chắn và nó sống lâu, cũng như giống như cây gỗ lim hay gỗ kiền tiền hay là gỗ trắc hay là gõ rồi này kia.
thì nó sống rất lâu và nó khi mà người ta hạ, ta cưa ván nó thì thôi, ta để cả trăm năm cũng không xê xích gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái gỗ nó là xích gì, nó rất là chặt chẽ. Có nhiều gỗ mà nó giống như thép, nó cứng. Cho nên con người nó không thời gian là vậy. Không thời gian tức là cái không gian trống, không gian mở và cái không gian hình lượng nó khép lại, nó hút lại, nó trở thành không có cái lỗ hổng. Dù cái lỗ hổng nó một xíu xíu nó cũng không. Cho nên do như vậy nó trở thành một cái sự kiên định, bền chắc. Nói như vậy thì để cho chúng ta có khái niệm thôi. Chứ còn mình hiểu thì nó cũng hơi khó chút. Mời cầu nguyện đi. Nguyện như tất cả chúng sanh đều giác ngộ chánh pháp và đều thoát ly ra vô minh phiền não và hiện tiền nhớ đến Phật và bỏ thân được gần Phật, gần các vị Bồ Tát để nghe pháp và thoát ly sanh tử.